Mỹ Phương nè, bà của Mỹ Phương đi chợ bên đó, giờ cả nhà cách ly luôn. Anh em giờ cách ly luôn. Đâu bảo là bà bán bún, bà muốn bán bún sạp á. Sạp bán bún. Sạp bán bún. Rồi thành ra là hết cái chợ. Thần kiến à. Chết hơn mình nữa nha. Thấy bà Ngọc không? Bà Ngọc không? Bà kiên trì ở nào không? Mới phát hiện mình sẽ chết. Kiên trì bà Ngọc mình đã cũng phát hiện. Đó, để mình với Nhi cái gọi là gì? Cái gọi là hữu ái. Hữu á, cái hữu mà trong thập nhị duyên khởi đó. Muốn tồn tại đó. Cái đó nó nhiều dữ lắm. Cái trạng thái hữu đó là đưa đi luân hồi nghiệp hữu. Nghiệp hữu là trong hai cái thành thành cũng đưa ra tới nghiệp và hữu cũng đưa ra tới nghiệp, cái luân hồi đó có sự hiểu biết pháp học rồi đó. Rồi bây giờ ngũ quyền. Giờ ngũ quyền nha. Ngũ quyền là gì vậy? Mà đời mà còn bất đắc có quyền là gì? Này tôi ghi cho nghe. Vậy quý vị là quý vị sẽ giải thích. Tinh tấn niệm định tuệ. Đây là ngủ. Ngủ quyền được chưa? Quen không? Quen rồi. Bây giờ á, ai có câu hỏi thì mình khai thác, ai không có câu hỏi thì thôi. Khỏe à, giờ bắt đầu tới thời kỳ hỏi, hỏi tới đâu thì tôi giảng tới đó, chứ tôi không có hỏi nữa, thời tôi hỏi nó qua rồi, hỏi hoài tự hỏi tự trả lời như con điên. Ăn cục kẹo đi, ăn cục kẹo cho nó có đường để mà đỡ tải, con tăng tăng áp lên. Tội nghiệp nãy giờ bên bình luận lý cũng đứt dây rồi. Ý khai thác thì tôi sẽ đưa một ý. Vì vậy ngày nay không có ai có ý. Thôi khỏi, ngũ quyền không chọn đủ. Đó là nhân sinh si. À, nằm đó.
hiểu 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 thôi, đi như vậy đó, đi chi gán chịu. Giờ phải cương quyết rồi, dễ dãi nữa, dãi qua rồi nè, đấy thích em cho nghe, cho giống cho nghe chơi. Trời ơi, có bốn cái nhân hả, sao nó học mấy tháng trời vậy? Chưa xong nữa. Bởi vì nó sao dạy vô cuốn nào là không xong cuốn đó. Bởi vì từ đây sao tôi bớt phân tích lại, bớt phân tích lại, nó lạm dụng tuệ phân tích quá, vậy bạc đầu á. Không hiểu nhưng cũng không có hỏi. Con đi kiếm giấy nháp cho mọi người đi, giấy nháp chứ có hả? Có đấy, lên cho mọi người đó. Mai chiều ha, mình làm cái lưu đồng, người ta để là để thơ đúng không, mình để câu hỏi. Mấy gà lửa rồi nữa hả? Cưng chết được vậy đó. Thiệt mà, chứ mấy tớ mới kêu gà lửa. Vậy hai biết là hai cô trò là thành hai cục cưng của trung tâm này. Nhưng mà đừng có bệnh như nhỏ. Rồi quý vị ha, suy nghĩ đặt câu hỏi đi. Đó bây giờ người ta nói vậy đó, ngũ quyền không chọn đủ là nguyên nhân sinh si đó. Con bị chơi lấy giấy trắng này. Cái này anh được bằng sao? Cái anh tan này à. Con ơi, mặc dù là con vậy đó, nhưng mà thôi con cho thầy xin đi. Con hãy kiếm giấy nào mà nó nháp hơn đi. Giấy đó cho thầy đi. Ủa, bộ không có giấy nháp sao? Có nhiều lắm. Có nhiều lắm mà lại có cái này. Tại vì cảm ngoài đấy. Thầy nói hồi phút là nó lấy vô bốn bên không bây giờ. Thầy sẽ cho gì để đó đi. Trời, Mỹ Thiều có câu hỏi Kiều Quang Thị. Trời, đang gõ y chang của My luôn, đợi cô khác. Ừ, ai kêu gõ sao gắn chịu. Chịu. Ai được gọi câu sao đó là mình đi chung với ta ơi. Phải tìm câu mới. Về kích thích quý vị suy nghĩ.
giờ già yếu rồi, là tới cái thứ ba này bắt đầu mái đớ hết lại đứng hình nè, giờ mà tự hỏi tự trả lời nữa nó chán lắm. Còn cái bánh cuốn đó nè, ủa hết kẹo nữa hả? Ồ, để kia nè, nhanh quá ha. Đấy nha, còn kẹo xong đây. Mấy mấy đứa lớp cho học cơ sở nghe mời lắm nha, mời cậu thầm lắm. Nó là ăn tạp kiểu gì nó cũng mê, không phải chỉ có kẹo xong. Nhà lấy đi, con rất lòng cơ sở này. Tôi còn 3 cây bánh nè em ạ. Quá nhiều câu hỏi, xà thú. Quá nhiều câu đã quá. 3 phút nữa nha, 3 phút nữa. 3 phút nữa là ngừng hỏi trả lời. Tranh thủ vô thêm đường để trả lời nhiều câu hỏi rồi. Đi hỏi được cái gì nhưng thấy nhiều là thấy không được rồi. Nửa cái nè, còn nửa cái nè, cho nè. Hỏi luôn mình đi. Thôi chưa. Còn phút nữa. Tính ăn gian này mà không được, còn phút nữa. Mà chết rồi, bây giờ là nó nhà hết rồi, mình sao nữa tới tiếp tiếp tập tập hát. Hát online. Chưa, còn vẫn còn nửa phút nữa. Qua phần sau hay lắm quý vị, phần sau rất là hay, sư giảng cho em đó, sư ghi chú đó, mà chỗ nào mà sư ghi chú ra là máu thật không đó, là phải biết khai thác kìa, hay sư viết cho tôi khai thác vậy đó.
Rồi hết giờ. Rồi Thu đi bo. Nhóm nhóm trưởng nhóm này học online rồi đúng không? Cho nên bo sẽ đại diện. Mới thì dễ thương trong. Chưa. Năm hồi nữa tôi cũng trả lên. Rồi giờ trả lời câu hỏi ha. Mà trước khi trả lời câu hỏi thì sao? Thì tôi sẽ giảng sớ trước để cho quý vị biết là câu hỏi nào mà lỡ nó xàm thì thôi. Đâu có nói được, nói vậy đâu có phát hiện ra tụi bay hiểu xàm. Trời ơi, thầy phải nói sao chứ cô? Em cái gì mà thông minh dữ vậy? Đi. Cho nên, ở giờ giảng nè. Này nhé, thế nào cũng sẽ có câu hỏi góp vô nè. Ngũ quyền không trọn đủ cái nó hiểu là thích nè, rồi mất tính nè, hoặc mất nè, tấn nè, hoặc mất niệm, mất định, hoặc mất tại nè. Xin thưa mất cái đó là mình sắp không có được đâu nghe quý vị. Ngũ quyền là phải luôn luôn có mới tồn tại được. Không, còn lại vậy thì ở đây người ta nói là không trọn đủ, tức là gì? Là nó không có mạnh, chứ không phải là nó không có ha. Nhưng mà ngũ lực thì có thể là không có, nhưng ngũ quyền là phải có. Ngũ quyền là căn bản của chúng sanh, ai cũng có ngũ quyền hết, không có ngũ quyền là sống được. Nhưng mà ngũ lực á thì mới là tùy người, người tu tập thì mới có, không có tu tập là không có. Cho nên câu hỏi nào mà liên quan tới cái chuyện mà mất một chi trong năm chi là coi như dẹp cô đó qua bên. Trời, con số luôn á. Con nghĩa là con đã từng sai đó. Đây nghe, đó để cho quý vị hiểu. Trước tiên là hẹn vậy. Rồi, nãy bây giờ tôi trả lời. Làm sao biết ngũ quyền trọn đủ? Làm sao biết ngũ quyền trọn đủ? Thì mình phải quan sát chính bản thân mình, xem coi mình có tiến không? Mình có tiến không? Mình có tấn không? Mình có niệm không? Mình có định không? Mình có tuệ không? Và năm cái này mình có mạnh không? Năm cái này mình có mạnh hay không? Quan sát ở đâu? Quan sát? Quan sát ở đâu? Quan sát đâu? Quan sát đâu? Quan sát đâu? Không biết quán đâu, quán ngoài tiệm bán bút quá. Quán thân và ngữ. Cái tâm nó đi quán rồi. Cái tâm nó đi quán rồi. Đừng lấy tâm nó quán nữa, lấy cái tâm coi cái ngữ rồi cái thân. Cái ngữ, cái thân của mình, cái tiếng. Mình có dám nói không? Mình có dám nói cái điều đúng không? Nói điều đúng sợ. Ừ, đem điều đúng bỏ quần á. Điều sai nói ào 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 luôn á. Điều đúng dám nói, sợ. Trời ngộ không? Vì có tiếng không? Không. Cái chánh tiếng nơi ngữ không còn nữa. Còn nữa mất tiêu rồi. Hiểu chưa? Hiểu. Rồi, thân hành tiến sao? Điều đúng mình được biết mình có làm không? Thôi, điều đúng không làm đâu, sợ. Sợ người ta nói mình làm chuyện tốt sao? Đâu dám làm. Vậy người vậy sao? Tín yêu. Tín gì rất rất yếu luôn. Việc tốt không dám làm, việc tốt không dám nói, việc xấu dám làm, việc xấu dám nói, tà tín. Tà tín rồi ta giao tin về điều xấu mới làm vậy. Người tin điều tốt không bao giờ làm vậy. Thì hiểu chưa? Thế sẽ xét được không? Được, biết liền. Tương tự như vậy với tấn. Tấn có siêng không? À, vậy thì bắt đầu mình nói coi siêng tấn. Tấn mấy chi? Tấn 4 chi. Thiện chưa có làm cho chưa có. Thiện có rồi làm cho thiện xảo. Bất thiện chưa có, đừng để cho nó có. Bất thiện có rồi, đoạn trừ. Vậy mình coi mình có làm không? Nơi ngữ mình có không? Nơi thân mình có không? Hiểu không? Hiểu không? Ừ. Bất thiện chưa có, này nói cho nó có luôn. Ừ.
Vậy thì nó thiếu mà nói cho nó có luôn. Rồi tiếu ơi, gán rồi gán nói nữa nghe, mà gán công mình lên để nói cho nó có luôn cái bất thiện gì đó. Đợi tấn rồi, tà tấn chưa, tà tấn chứ không phải là chánh tấn đâu, hiểu chưa? Rồi cũng siêng dữ lắm mà siêng làm điều vô bổ, vô tích sự, vô ích lợi, hiểu không? Nó tà tà tấn, hiểu không? Hiểu không? Hai cái mà quan sát dễ đó. Vậy thì ý quan sát dễ thì khó, ý quan sát khó, ý nó vì vì tế, vì tế, cho nên á tiến bằng ý nó cũng vì vì tế. Qua ý là quý vị qua tới cái cấp độ gọi là siêu nhận thức, quan sát về sự quan sát của mình là siêu nhận thức rồi. Vậy thì tiến mà tiến ở trong cái ý của mình, mình coi mình tính gì với ta, mình lại nhận diện nó, học nhận học tài năng toàn nhận diện hoài luôn. Nhận diện ý đó, nhận diện gì thì nó vi tế, chửi tới chửi lui hoài luôn đó. À rồi tấn cũng vậy, tấn ở trong ý vi tế không? Vi tế mình muốn làm gì đó hoài, muốn hoài, có phải xiên mình muốn hoài không? Mà xiên gì? Xiên nghĩ, nghĩ đó hoài. Chuyện cần nghĩ thì không nghĩ, chuyện tào lao thì nghĩ hoài đó. Mình cũng xiên lắm, xiên nghĩ, xiên nghĩ chuyện mắc dịch mắc gió vậy. Chuyện cần suy nghĩ thì không suy nghĩ, đó là tấn, mà tấn trong ý, ý tào lao, tà tinh tấn, hiểu chưa? Đó cho nên nghe, ý nó có nhưng nó vi tế, nó khó hơn. Tương tự với vậy, với niệm, với niệm, niệm là gì? Ghi nhớ đúc. Mà hỏi là nhớ tào lao mà, hỏi nhớ tào lao, hỏi bài đi, đơn giản nhất là hỏi bài học thôi, nó phải học nên hỏi nhớ tào lao. Đó đâu có ghi nhớ, đâu ghi nhớ bằng tưởng, còn không có, đâu ghi nhớ bằng 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 cái niệm này, đụng vô là tưởng niệm luôn. Thấy không? Đó, như vậy niệm mà phải nhớ, mà nhớ cho nên nói ra nó mới trúng, nói trúng là tại vì nhớ trúng, nói chất quốc là biết nhớ chất quốc rồi. Không? Đó, đó là cái lời nói niệm, niệm nơi khẩu, niệm nơi thân làm đúng. Này ta chỉ cho cái làm là Iran thì đúng, đứa này có niệm thân tốt, cái thân niệm của nó tốt. Nhưng mà nó mới làm chứng gột quay lại làm lại chết quốc bể đổ tháo từ lưa mình dịch dọc hết trên, trời ơi thân hành niệm nó yếu. Thế là gì? Nó ngủ quen đó, nó yếu, nó không có trọn đủ, hiểu chưa? Nó vậy đó mà chuyên gia quý vị để ý mấy đứa cẩu thả, mấy đứa mà càng cẩu thả thì sao, ngũ quyền nó càng càng yếu. Cẩu thả ngũ quyền nó càng yếu, do yếu cái chỗ gì? Niệm mà định nó yếu, niệm mà định nó yếu, mà niệm định yếu do đâu? Do tuệ nó thiếu. Tính nó có nha, tấn nó có luôn á, nó tin mình lắm á, mình nói điều tốt, tin tin quyết liệt luôn, cần cù lắm, làm chữ quốc không, tại vì nhớ tầm bậy, nhớ tầm bậy và làm không chú tâm, do trí tuệ không sắc bén, hiểu chưa? Hiểu chưa? Tính tấn niệm định tuệ đó, nó vậy đó. Từ ngũ quyền không tròn đủ dẫn đến si ra sao? ngũ quyền không tròn đủ, ngũ quyền không tròn đủ si không, si không, si, ngũ quyền không tròn đủ si. Ví dụ từng thằng bọc ơi, tính không tròn đủ kéo vào si sao, tính không tròn đủ kéo theo si sao? Tin nửa vời, tin nửa vời dẫn đến si gì? Si hoài nghi. Cảm ơn. Tấn, tấn dẫn đến si ra sao? Tấn, tấn dẫn si sao? Lợn, tấn không đủ si ra sao? Tấn không đủ, tấn không đủ si ra sao? Tấn không đủ gì ra sao? Biết rồi, biết rồi, để tấn dẫn đến si ra sao? Dài không, dài không, dài không, quá dài ha. Gõ không, gõ không, gõ không, chút gõ không, chút không gõ ha, mời con. Nếu mà tấn không có thì không có muốn
Si phóng vật, ok, đồng ý. Tánh không đủ, dẫn nó si phóng vật. Thì có chú tâm đâu. Tánh không đủ đâu chú tâm. Không chú tâm thì si phóng vật. À, đồng ý. Niệm, niệm không có dẫn đến si. Tại sao? Dẫn đến sao gà lửa. Tại sao niệm yếu, niệm thiếu dẫn đến si? Hả? Ờ à, ok, niệm không đủ dẫn đến không nhớ đầy đủ, không nhớ đầy đủ dẫn đến quỳ nghi là si. Ok, đồng ý. Đó, nghe lập luận bắt cầu đó. Rồi, định, định không đủ dẫn đến si quỳ nghi, tại sao Tú? Định không đủ dẫn si, đẫn với si, tại sao? Ok, định không đủ rồi dẫn đến không tập trung, không tập trung thì si cũng giật. Đồng ý. Rồi, tuệ không đủ tại sao lại dẫn đến si của tiền? Ờ, quá đơn giản ha. Rồi, tại thiệt đơn giản. Dẫn đến gì? Dẫn đến si hoài nghi, si phóng giật luôn. Đây. À, được chưa? Rồi làm sao để ngũ quyền trọn đủ? Rồi làm sao để ngũ quyền trọn đủ? Làm sao? Làm sao để tính đủ, tấn đủ, niệm đủ, định đủ, tệ đủ? Làm sao để tính tấn niệm định để nó đủ? Rồi sao? Ok, mọi người chỉ có một phương án rồi. Rồi lợn nè, lợn làm sao cũng quyền có lợn mạnh lên. Rồi lợn chưa ha, khuya rồi. Nhanh quá ha, chứ mình chơi chiêu này cái tiến độ nó nhanh lên liền ha. Đỡ buồn ngủ rồi đâu á. Chứ thôi là chơi toàn cả lương không à. Sàn xê lưu cống không à. Trên là tôi trả lời không, tôi có nhìn tin nhắn nó chứ. Rồi sao? Đang hỏi gì rồi? Làm sao để chủ quyền chọn đủ? Trời dữ đẹp luôn. Đi trả lời học hành là nó trước rồi đó. Rồi cho nên tôi mới hỏi nữa. Rồi giờ hỏi nha, giờ gợi ý nha, gợi ý là mất 5 điểm á. Tính tấn niệm định tại này nó thuộc về cái gì? Nghe nói như không nói vậy thôi. Sao không nói rồi là cũng không có làm gì được, không làm ăn có sự được chứ. Hiểu không? Vậy là trả lời nó không có đường ra đó, hiểu không? À, thu lợi đó nha, thu hồi tin nhắn. Vậy bắt đầu thầy hỏi tiếp là còn hai điểm gửi nè. Vậy tính tấn niệm định tệ này thuộc danh pháp hay sắc pháp? À, đó là còn hai điểm gửi đó, làm sao tôi làm cái nữa đây, còn không điểm luôn. Làm sao để tính tấn niệm định tệ này trọn đủ? Phải. Tấn niệm định tuệ này nó trọn đủ. Rèn giũa thân tâm. Rèn giũa thân tâm. Thì tính niệm định tuệ nó mới mạnh nó được. Một thân thể bạc nhược. Tính tấn niệm định tuệ được không? Dĩ nhiên là không rồi. Uể oải mệt mỏi ngồi đâu mệt, mỏi ngã nghe. Ừ đó, suy nhược, bạc nhược đó. Mà bạc nhược nó còn yếu tố của tinh thần nữa, chứ không phải chỉ có suy nhược của thể lý. Hiểu chưa? Vậy thì phải rèn giũa thân tâm. Phải rèn giũa thân tâm cho nó mạnh mẽ.
đúng, ghen cách nào? Thể dục ha. À, ghen giữa thân mà cách nào? Tăng cái gì lên? Tăng gì lên? Tăng ký hả? À, tăng ký hả? Tăng gì vậy? Tăng gì vậy? Thân, tăng gì lên? Tăng sức chịu đựng. Trời ơi, muốn nó mạnh mẽ thì phải tăng sức chịu đựng lên. Sức chịu đựng á, đứt tay ơi, trời đau quá, đau quá, đau. Trời ơi. Rồi, tăng cái sự mạnh mẽ, làm cái căng sức chịu đựng lên. Mới có mệt chút xíu thôi. Ba hết, trời mệt quá, không làm gì được hết. Mình giới hạn ngưỡng chịu đựng của mình tới đó đó. Thì sao? Ngủ quen sao mạnh được? Ngủ quyền là yếu xìu liều luôn, như như bánh bèo luôn ha, con gì ơn Vinh. Ừ, nhớ nghe, nhớ nghe. Đây là lửa mà bánh bèo. Được chưa? Rồi tâm thì sao? Tâm làm sao? Tâm làm sao đi cho nó mạnh mẽ? Tâm làm sao cho nó mạnh mẽ? Ghen cái gì để tâm nó mạnh mẽ? Phải biết ghen cái gì để tâm nó mạnh mẽ. Cái tâm mạnh mẽ có phải là cái tâm mà biết được đúng sai một cách nhanh thiện xảo không? Nó mới mạnh mẽ được. Vậy thì phải ghen cái gì? Ghen gì? Ghen gì? Ghen gì? Còn hỏi là còn chưa đúng nữa. Trời ơi trời, mấy chị, ghen cái gì mà tôi nói hoài đưa kéo này, có ai nói nha? Tứ tuệ phân tích. Nó ghi hết, còn có gì cũng ghi hết thế nào đúng hả? Trời ơi. Trời ơi, quý vị phải gàn gàn tứ tuệ phân tích. Quý vị phải gàn tứ tuệ phân tích thì quý vị mới mạnh mẽ cái tâm quý vị được. À, vậy thì phải biết tứ tuệ phân tích là gì và đi gàn nó. Ừ, học lớp tranh luận bằng tuệ phân tích đi biết. Đây là tiết mục PA quảng cáo. Phải giấu vô cái gì vậy? Nên chỉ chứ phân vô cơ hội nó ra hết 84 nhà pháp quẩn luôn á. Ờ, cho nên thôi từ từ ha, trả lời tới đó là được rồi đó. Đó là xong cô My. Tới cô Phương. Giống cô My. Ngũ quyền, quyền gì nữa mất. Ngũ quyền không trọn đủ là mức độ từng cái không đủ hay thiếu mất một cái, trả lời chưa? Rồi. Mất là mình ngẫm cụ tội. Những điều gì chi phối sự tập trung gần với niệm? Những điều gì chi phối sự tập trung? Sự tập trung đó là định. Nó phải gần cái định đó. Gần cái định. À, làm sao để cải thiện sự tập trung để không có? Ừ, ok. Câu này quý vị cũng bị nhiều. À, quý vị thấy á, niệm lúc nào nó cũng đi cái định hết á. Để cho định nó chân chánh. Quý vị nhớ bác Di Thánh không? Chánh gì mới tới chánh định? Chánh niệm. Cái gì chánh tuệ nữa? Nghe nghe đó, tôi muốn chánh chỗ khác. Ừ, lúc nào cũng vậy hết, niệm nó cũng phải kế cái định. Định mà không có niệm, định này là tà định liền á. Định phải có niệm nha. Ờ, lúc nào cũng phải nhớ đúng trước rồi mới định được. Chú tâm đúng, nhớ mà sai rồi chú tâm chết quốc luôn. Làm sao để có thể tập trung tốt? Làm sao để có thể tập trung tốt? Vậy thì mình phải làm hai thứ. Thứ nhất là những chi pháp hỗ trợ sự tập trung. Thứ hai là những chi pháp ngăn trừ sự phóng dật. Hai mặt. Ngăn trừ sự phóng dật bằng cách nào? Ngăn trừ sự phóng dật bằng cách nào? Hạn chế cái việc gieo duyên cho phóng dật sinh khởi trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, vụ gì? Ví dụ đơn giản này, đang học học hồi hồi lướt Facebook, phóng dật chưa? Phóng dật rồi, phóng dật rồi, mình đâu có chú tâm đâu. Đây thành ra mà mình làm gì rất quen không? Quen tập hành rồi đó. Tập hành thành nghiệp rồi nghe, nghiệp mà nó cho đó là chết rồi, nghiệp mà nó trổ quả cái là quả đéo. À,
Đúng, tiếp tục cái thứ hai đó, là đó đó. Làm cái gì đó. Ừ, chú tâm làm cái. Tại vì nếu như mình chưa có khả năng nha, thì mình cứ chú tâm. Không có khả năng là được đúng không? Ừ, có khả năng nó khác. Có khả năng thì nó khác. Ủa, giống như hồi nãy bên cái câu hỏi bên kia vậy đó. Câu hỏi bên kia khi mà ta bậc thánh nó khác, người thầm phu nó khác. Ừ, đúng rồi. Tức là khi mà lúc này là cái tâm của người ta đâu còn si phúc vật nữa đâu. Không, người ta làm thật ra trên lộ tâm nó cũng chỉ có diện thôi, nhưng mà ta có thể làm được nhiều thứ mà không có bị phóng tâm vô đâu, không còn tâm để phóng. Ai còn tâm thì nên ừ, không còn tâm để phóng là tâm gì? Tâm si phúc vật. Mình là bậc thánh thì còn si phúc vật đâu. Hiểu không? Cho nên thành ra là người ta thoải mái là ta thoải mái là. Đập chết cái bẹp với con chúng sanh còn không có bị đứt giới. Thế giờ ta đâu còn cái tâm nữa đâu mà đứt. Đâu còn tâm sân đâu mà đâu có toàn tâm si nữa đâu. Nghĩ không? Mình còn không? Còn ha, trời mình còn luôn đó. Phải để ý nghe. Vậy thì bắt đầu bất cứ quý vị mới nói, nhưng mà như vậy tôi thấy gò bó quá, khó chịu quá. Có cách nào khác không? Đúng không? Đúng không? Có không? Có không? Có cảm giác gò bó khó chịu không? Chút. Có không con? Ờ có chút chút thôi ha. Có chút chút thôi là đỡ lắm rồi đó. Chứ mà tôi là cũng gò bó lắm. Vậy gò bó lắm. Tôi thấy gò bó. Vậy là bạn là giờ đã rất giỏi rồi đó. À, thấy chút chút thôi. Thành ra cái gì? Thành ra như thế này. Quý vị có thể bị dính vô trong si phúc vật bình thường, nhưng cần là quý vị rút cho ra liền. Nếu quý vị làm được như vậy thì ok, quý vị cứ giật đi, giật thoải mái luôn cũng được, không sao hết trơn. Nhưng mà sao? Cần phân tích là quý vị vô tập trung phân tích tuyệt đối luôn. Cần chú tâm là chú tâm tuyệt đối. Nhưng mà không cần thì sao? Nhơi 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 chơi hơi, vừa nghe nhạc vừa xem phim vừa nhịp chấn. Mình phàm phu mà. Mình phàm phu không? Phàm phu. Mình phàm phu cho nên còn không? Còn. Còn nhưng mà khi mà cần thì sao? Nhấn nút mà làm được liền à. Ai làm được chuyện đó thì đã làm. Còn ai mà nhấn nút mà làm không được thì thôi thôi dùm ơn tập đi, chưa được đâu trời ơi trời. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ờ à, có nghĩa là quý vị phải luyện tập trước. Quý vị luyện tập sẽ tập trung rồi. Nếu quý vị tập trung một cái là trời đánh không nghe. Ờ à, quý vị thôi tập trung được tới mức độ như vậy thì lúc này là sau này quý vị cần tập trung thì nhấn nút là tập trung rồi nó thoải mái rồi. Tư tuệ phân tích y gan vậy. Quý vị phải tập cho nó thiện xảo. Quý vị tập cho nó thiện xảo rồi thì sao? Rồi đâu còn tập nữa, tới lúc này cần là xài nó nữa. Hiểu không? Ví dụ đây này, bỏ tiền mua điện thoại rồi, tới cần xài nó, mất điện thoại ra xài chứ lại đi mua nữa. Hiểu không? Tiền nó mua hoài vậy, mua lần nữa chứ. Hiểu chưa? Đấy, cũng tương tự như vậy, mình tập cho nó thiện xảo thành của mình rồi. Tập trung, nhấn nút cái tập trung. Mà còn mình chưa làm được như vậy thôi, gán tập đi. Tập cho nó tập trung nha. À, được chưa? Vậy thì muốn rèn luyện sự tập trung phải thông qua đời, đời sống hàng ngày của mình đó, rèn luyện sự tập trung. Nhưng mà cũng sự tập trung này cũng phải cẩn thận. Có nhiều người tập trung xong rồi á là sẽ bị chuyển qua cái trạng thái mà nhìn cái mặt rất quạo. Ồ, nhìn cái mặt quạo thấy ghê lắm. Không ai dám gồng chân vậy đó. Giống như là trên đầu nó hiện mấy con rắn vậy đó. Mà ngoe ngoe nè, loại nó cắn liền á. Ồ. Ờ thành hồi 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 là gác sĩ quần y luôn. Ồ, như vậy đó. Cho nên cẩn thận nha. Cho nên cẩn thận nha. Ồ, cho nên cẩn thận nha. Một hồi đó là quý vị chuyển lộ tâm đó qua lộ xanh cũng hay. Ờ, là cố gắng, không phải là cố gắng tập trung, mà là cố gắng bực bội vì cái thứ mình không tập trung. Để ý đi, mình sẽ cố gắng bực bội. Ủa tại sao mình lại bực bội? Mình đang suy nghĩ mà, tự nhiên mình muốn cho mình bực bội à? Qua lỗ xanh nào không hay. Mà trong khi bắt đầu vô là gì tư nha, trí nha.
đại thiện hợp trí đàng hoàng nghe không? Đại thiện hợp trí suy nghĩ vấn đề này sao nghe, chia sẻ sao? Sao không ra? Sao không ra? Sao không ra? Hồi qua hồi, ủa sao sanh phát cục luôn nha? Cẩn thận nha, cẩn thận nha, cho nên phải để ý đó. Ừ. Thì phải để ý thôi, mới nói xong rồi. Để ý thôi chứ sao dở. Cái đó là phải tù, dằn từ tù, tù. Cái đó phải tù rồi, không còn cách nào khác ha. Sửa trong đời sống hàng ngày của mình, từ chốt là sửa cái đó đó chứ sửa cái gì. Ê, được chưa? Tu nghĩa là sửa đó. Đấy, đó là cái câu của Mi Thiệu. Hay quý vị không? Đặt câu hỏi cái nó ra nhiều vấn đề không? Hồ gì nó mới hay chứ. Hay nhưng mà không có được chữ nào á. Không trọn đủ cái gì trong ngũ quyền là nguy hiểm nhất. Thích câu này. Tôi ừ, trả lời luôn luôn là tuệ. Tôi là luôn luôn là trả lời là tuệ. Nhưng người khác có thể trả lời là tiến, có thể là tánh nha. Người ta có quyền trả lời là tiến, có quyền trả lời là tánh. Tôi thì trả lời là tuệ. Đó. Biểu hiện của sự không trọn đủ ngũ quyền, biểu hiện nơi khử, nơi thân, nơi ý. Ok, good, hồi nãy có phân tích rồi. Trong đời này có thể trọn đủ tất cả ngũ quyền. Phải đủ chứ, phải đủ chứ. Phải đủ. Trọn đủ, phải đủ mới mạnh. Chưa nói gì tới cái chuyện mà là tốt hết trơn nha. Tôi nói mới mạnh thôi, mạnh chưa tốt nha. Điện thoại mạnh chưa chắc điện thoại đó tốt nha. Cho nên mạnh là chuyện thôi. Phải tu nữa, cái mạnh nó mới trở nên tốt. Hiểu vấn đề không? Mà tu là cái gì, chuyển từ quyền sang thần lực. Sức mạnh của cái quyền đó. Sức mạnh của cái quyền đó là lực. Vì tu mới có. Nay cái gì yếu, nghĩa là nó cho đủ, chưa đủ, ví dụ phải gia cố cho nó đủ rồi sao? Đủ mới đạt vừa mới cán mức thôi. Mới mạnh mẽ thôi, chưa tốt. Phải tu tiếp cho nó lên tốt. Người ta sinh ra ngũ quyền, người ta nó mạnh sẵn rồi. Nhanh nhạy, nói cái biết liền, hiểu liền, nghe liền, ghi liền. Cái mình nói trời, người đó thiệt là thông minh, tài giỏi. Dạ xin thưa, không có phải, người đó là người bình thường. Cái người đó là người bình thường. Mình mới là người bất thường, tại vì mình làm được vậy. Ai cũng phải làm như vậy, đó là ngũ quyền trọn đủ. Hiểu chưa? Mà mình không được như vậy. Người ta nói qua là sao trời? Hiểu. Ngũ quyền yêu. Ngũ quyền không trọn đủ. Si liền. Là sao ta? Si hoài nghi. Hiểu chưa? Vốn vậy cái đó là nó phải là mạnh rồi. Cái lúc mà sinh ra là phải mạnh rồi. Không có quá đời phước của mình. Phước của mình ấy. Nó yếu. Cho nên quý vị mà nhìn người đó, quý vị lựa đó, học trò đó, nhìn lựa ngũ quyền mạnh. Lựa ngũ quyền mạnh biết đứa đó đi xa được. Ê, nó là một tiêu chí trong lựa người đó. Phải khó chứ, một quý vị. Tính toán điện định tệ mà, đưa năm cái này hết mà có hết mà nhanh nhẹn mau lẹ đâu dễ đâu. Thế mấy đứa nhanh nhẹn mau lẹ chưa chắc nó tốt. Vậy chứ cái hội chúng này là ông có cơ hội ông lựa không? Thôi. Nhưng mà không được cái gì. Chắc là được rồi, cái đó là cái tiêu chí hàng đầu đúng không? Trời ơi, bây giờ cái gì tốt mà nó bất thiện thì sao? Không, nhưng mà người ta tốt ít ra mình đưa người ta về thiện, nó phát triển mạnh mẽ hơn. Còn mà không, thì mình chỉ có chân chánh thôi, mình nó yếu siêu liều đó, mình ghét được cái mình bất thiện, mình đi luôn. Trời ơi, người ta có được cái gốc rồi còn gì nữa, rất là thiện là... Mà yếu đó, gai gió là sao? Gió quật cái một đi bụi vậy. Ngay gió là nó quật cái một là chết ngắt liền. Vậy đó, phải cẩn thận. Tí rồi liên quan tới ngũ quyền á. Ha, như thế. Rồi các nhà cách nào tối ưu với hội chúng mình để có tính cái tấn niệm định tại Chúa thì đó, cái cách tối ưu là đổi hoài cách luôn đó. Mình thấy mà cứ lâu lâu là thấy đổi không? Thấy lâu lâu có đổi không? Từ đổi phong nền,
Phong thủy nè, cái này là phong thủy nè, đổi rồi đúng không? Thấy không, quý vị thấy lâu lâu rồi đổi phong thủy không? Tại vì sao vậy? Ngu quá, ngu rồi nhìn chịu không có nổi, phải đổi phong thủy. Rồi đổi phong thủy mà thấy nó không ổn nữa thì phải đổi phong cách luôn đó. Bây giờ nó thấy bộ trợ đổi phong cách chưa? Phải đổi đổi luôn quyết định đó, đổi quyết định luôn mà sâu sắc và bền vững như vậy đó. Phải thay đổi cái có hậu chúng này nó ù lì ụt ịt quá rồi được. Trời ơi, nó ngồi đâu á là nó là đã gọi là độc thần thừ. Ừ, nó ngồi đưa một chỗ hôn Trần Thụy Miên nó mạnh, cái hôn Thụy nó mạnh quá, thiếu cái sự nhanh nhẹn và lanh lẹ là do đâu? Do hôn Thụy nó mạnh. Ê nè, nhóm tính bất thiện nè, này tính lười biếng rồi đấy không? Thì hôn Thụy kìa, là nhóm này nó mạnh nè, phải đánh cho nó tỉnh, phải đánh cho nó tỉnh, phải dùng bạo lực cách mạng, để nó tỉnh được. Đấy, cái tính đó là mạnh dữ lắm, mạnh luôn. Chứ cái hậu chúng này không phải là tính nghi hoặc. Cái hậu chúng này không phải tính nghi hoặc. Tính nghi hoặc mình có thể là Mai Dương nha. Ồ, đi đường Mai Dương dễ lắm, tính nghi hoặc. Nhưng mà cái tính lười biếng và buồn ngủ đi đâu không? Biết đi đâu không? Có hai cõi mà lười biếng và buồn ngủ mà nó đi. Và cái loại ưu tiên số 1 của nó là bàn xanh. Cái tội thứ hai của nó là ngạ quỷ. Là hai cái cõi mà hai cái tánh này là nó đi. Nó đi đường đó, nó nhanh lắm luôn. Mà nếu mà làm người đó, người mà cái dạng mà trí tệ đó, nó rất là ít, nó cỡ như là con vi khuẩn trên cái đuôi của thằng lằn vậy đó. Đó là do gì? Cái nè, hôn Trạm Thủy Miên nó mạnh. Nhìn cái mặt là thấy buồn ngủ rồi. Nhìn mặt có mùa xuân, mùa đông không à? Mùa đông mà không có lạnh chứ, ghê vậy đó. Vậy đó. Tại mình nhà mình nóng, mình là mùa hè, nó là mùa đông. Nhìn nó là mùa đông không lạnh. Vậy đó, trên đây phải thay đổi phong kỹ, thay đổi phong cách, thay đổi sạch vậy đó. Rồi nó tỉnh lại, nó nung lên, nó nấu lên vậy đó. Đốt lửa trên đít đó. Vậy nó mới tỉnh được. Chứ mà nó không tỉnh đâu, gấu ngủ đông không à. Vâng, bạn nghe hỏi câu hóa sức chí lý chí tình luôn vậy đó. Rồi do đâu ngũ quyền chọn đủ? Do sanh nghiệp của mình, đời trước của mình á, có sự tu tập, cho nên đời này của mình sanh ra nó đủ. Đời trước có sự tu tập, tu tập đúng đó nha. Đời trước có sự tu tập đúng, chân chánh, đời này sanh ra nhanh nhẹn, cái gì cũng nhanh hết trơn á. Ngũ quyền tính tấn niệm định tuệ đó, tin vào lẽ phải, tin vào sự thật quyết liệt luôn, không chỗ nào không sự thật làm bỏ liền à. Rồi nó siêng năng học hành, tìm tòi trí thức hiểu biết, siêng năng, không có bao giờ lười biếng trong cái chuyện đó. Rồi đó là luôn ghi nhớ, nhớ nha, nhớ không có bao giờ quên luôn á. Những cái kiến thức, những cái hiểu biết nào mà hay rồi nha, nhớ miết luôn vậy đó. Đó đây là niệm định, chú tâm một cái đó là chú tâm quyết liệt luôn, không có bị sao nhãng. Không có bị là nay đang ngồi sợn thấy quay qua lướt Facebook chơi, quay lại ê mày khỏe không, cái kiểu không có. Chú tâm là chú tâm tuyệt đối như vậy đó. Rồi tuệ thì sao? Sáng suốt đó, nhanh nhẹn đó, sáng suốt nhanh nhẹn cho thế thường á, sáng suốt nhanh nhẹn đó. Vậy đó, đó là cái người mà do đời trước ta có sự tu tập, trên đời này ngũ quyền tâm anh. Đời trước mà ù lì như quý vị ra, đời sau biết đường đi gì đó. Sao nghe giống ba đang ngồi nói con nhà người ta, hết con nhà người ta. Vậy thì sao? Tự biết thân phận của mình mà phải cố gắng. Tự biết phải cố gắng thì sao? Học để mình biết đi chi, lo cho mình chứ cho là ai đâu. Phải biết lo cho mình chứ không có biết lo cho mình ai lo được. Mình nặng quá rồi, không ai lo nổi đâu, phải tự cố gắng thêm. Và vậy đó, thấy đổi cái này thấy đỡ không? Đỡ, lúc học rồi sinh động lên rồi hỏi han được chứ bình thường sao? Tôi gõ bạc, chỗ này mình hỏi ha, câu hỏi rồi trả lời, giống như tôi đang dạy tập hội.
nhàm chán, làm nhàm chán vậy đó. Vậy nó đâu có chán đâu, chịu. Trời ơi, không được. Rồi, cái gì quyết định những yếu tố liên liên đới tới đủ rồi, do đâu ngũ quyền đoạn đủ, không đoạn đủ rồi. Cái gì là yếu tố quyết định những cái gì là yếu tố liên đới tới cái tình trạng đủ hay không đủ ha? Quyết định hồi nãy là nghiệp, tiền nghiệp quyết định cái chuyện đó. Còn mà cái gì mà ảnh hưởng thì là duyên, các cái điều kiện tương quan kèm theo. Mà cái duyên này nó ghê lắm quý vị nè, quý vị này đó là đi đổi đi là duyên đấy. Mà nếu như quý vị nào mà lấy được cái duyên này là quý vị đang lấy cái đó làm trưởng. Quý vị thấy khó quá, đổi lại khó quá, khó không? Khó, bỏ cuộc ha. Bỏ cuộc. Tại vì cảnh này là cái cảnh điêu tàn, phải bỏ thôi. Ồ, cảnh đổi mới nè, điêu tàn. Cái học bây giờ đụng chiếu bị phạt rồi, bị phạt điêu tàn quá, phải nghe điêu tàn, mình phải nghỉ thôi. Ha. Phải không? Đó, 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 đó. Nó sẽ tạo ra cho quý vị ngay liền và lập tức. Giếng liền, giếng tới liền, hiển bài mãnh lưng lên liền. Ra, ra, ra vậy đó. Vậy sao? Vậy tôi phải thanh lọc à? Phải thanh lọc. Người nào sử dụng cái đó thành cái cảnh trưởng để làm chi? Làm duyên cho pháp thiện được sinh khởi. Ngày khó khăn lên rồi ta phải cố gắng, ta không có được mà ỷ lại, ta không có được lề mề như trước nữa, không thôi ta sẽ là người ra đi, hát bài chào tạm biệt búp bê xin gì đó, búp bê thân yêu ơi, tạm biệt thỏa chánh sinh sinh mai em vào lớp 1 rồi nhớ lắm nha. Nên chuẩn bị bài đó đi ha. Không, giờ phải khó khăn vậy đó, chi vậy? Ai bắt được cái cảnh đó làm cảnh trưởng sao? Đổi đời. Đổi đời, phải đổi đời mới được. Không đổi đời là đời nó đổi mình. Vậy đó. Thấy không, thấy không? Bắt được cái đó thì đi lên, không bắt được đó đi xuống. Vậy thôi. Duyên, quý vị thấy duyên chưa? Kinh khiếp nha. Tại sao tín tấn niệm định tuệ được xem là ngũ quyền? Và nếu thiếu ngũ quyền lại bị si, lại thiếu quyền bị si rồi. Tại sao? Tại vì nó quan trọng. Tại vì sự quan trọng của nó cấu thành nên đời sống danh pháp của chúng sanh. Tín tấn niệm định tuệ cấu thành nên đời sống danh pháp của chúng sanh. Mà chúng sanh muốn có tồn tại được, trước tiên họ không có tin là họ đang sống thì họ sẽ chết liền. Họ đi chết, họ đâu có tin, cô có niềm tin vào cái sự sống. Cho nên những đứa nào mà nó bạc nhược hay không, nó tìm đến cái biện pháp gì? Tự tử. Như cầu nhĩ lầu đủ cái kiểu hết. Nhưng mà có một loại tự tử mà không bao giờ chết. Cái gì có muốn tự tử thì nên làm, đó là nín thở. Quý vị thì cứ thử đi ha. Giờ tôi chán đời quá, đụng đâu cô phạt tôi hết, tôi sẽ chết bằng cách nín thở nè. Không, ai mà muốn rửa đó trên nín thở nha, là đảm bảo không có chết thì yên tâm. Đây. Rồi thiếu tuệ thì sẽ mặc nhiên si. Nhưng tại sao phải cả ngũ quyền thì mới si? Không, ngũ quyền không chọn đủ, cho nên phân tích nãy rồi. Mỗi thằng thiếu thôi là si rồi. Có phải ngũ quyền trọn đủ là ngũ quyền chân chánh không? Không, ngũ quyền mà muốn chánh nữa, tức là ngũ quyền nó phải mạnh, nó phải có lực nữa, là ngũ lực. Đây là quyền không trọn đủ chứ không phải là thiếu tuệ. Phải làm sao trong trường hợp không tròn đủ tín hoặc tấn niệm định tuệ? Một cái năm rồi, xử lý được rồi. Si quyền nghi. Ok, nó trả lời. Ủa, minh nhân chứ ai? Phút nào đó không biết. Có cái người nào hơn cả ngũ quyền trọn đủ luôn không? Có. Nói mà hiểu liền là bình thường. Nói mà hiểu liền là bình thường, cái đó là ngũ quyền họ mạnh, nhưng chưa chắc họ có ngũ lực. Cái người mà mạnh hơn người có ngũ quyền là có ngũ lực luôn. Mà người ta hay gọi đó, trong đời người ta gọi là có căn tu. Cái người gọi là người có căn tu. Người mà có căn tu là
Bethlehem. Bethlehem đặc biệt á, người đó đặc biệt á, ngũ quyền phải mạnh rồi và có luôn cái ngũ lực, phải có luôn cái ngũ lực, mà ngũ lực của nó là cũng phải mạnh à, và phải có cái đó thì đó là mới có căn căn tu, còn không có là không không có căn tu. Cho nên quý vị nhìn là quý vị biết, quý vị nhìn là quý vị biết được cái người có căn tu hay không có căn tu. Nhưng mà ngũ quyền nó phải mạnh rồi, ngũ lực nó phải có nữa. À, mà ngũ lực ở đây là quý vị thấy không, tu muốn gần chết mà được có chút xíu. Ừ, ngô tu muốn gần chết mà được có chút, tại sao vậy? Ngũ quyền yếu xìu, lo giá ngũ quyền không chết vậy, đâu ngũ lực. Cho nên đó là ngũ lực nó phải có nữa mà có phải xịn luôn. Mà sao nói vậy thôi chứ thật ra quý vị cũng chưa có đã biết đó. Chỉ có biết trên này nói một xíu ra thôi ha, nói một xíu ra thôi, mở tay tí ra thôi. Dù giờ muốn nói chi nào trong năm chi này, người có căn tu. À, nói về cái người mà có căn tu, quán sát tuệ quyền, tuệ lực của họ, biết được người đó có căn tu không. Tuệ quyền của họ biểu hiện để nó gồm, nó sẽ nhanh nhảo nói ra là hiểu liền. Nhưng mà tuệ lực, rồi quý vị nói cái gì, đưa Phật học vô cái dội điện, đưa Phật học vô cái một đứng đơ, không nghe được, không hiểu được, chán, sợ, nản, đứt liền. Mà một cái người, một người mà có căn tu, đưa cái tuệ lực của họ có, nói vô, nghe họ bắt họ hiểu đi, họ quan hỷ, họ hỏi tiếp, họ quan hỷ họ hỏi tiếp, họ quan hỷ họ hỏi tiếp, họ đưa tới đâu họ nắm tới đó, đưa tới đâu họ nắm tới đó, họ hỏi tiếp, họ văng tới, họ văng tới. Trời ơi, thù thắng, thù thắng, thù thắng, tội lực của họ mạnh dữ lắm, mạnh luôn, vừa nhanh vừa hiểu thấu luôn. Quan hỷ đó, mặc dù là có thể người ta chưa biết cái Phật học, mà mình nói ra mình đâu có nói đó là Phật học nha, mà có đó Phật học thôi. Cái hệ thống thuật ngữ của mình, cách mình giải thích vân vân vân, nói tới đâu họ quan hỷ tới, nói đâu họ quan hỷ tới đó. Chứ thưa quý vị, đó là gì? Ngày xưa ngày một Kiền Liên, ngày một Kiền Liên ngày đi đó, ngày gặp có một cái vị sa môn đi khất thực, mà ngày đeo theo ngày hỏi, tự nhiên ngày thấy dung mạo rất là thanh tịnh tốt đẹp, ngày đeo theo ngày hỏi, xin ngày dạy cho tôi một pháp. Mà đeo mà ông này ông không dám dạy, ông dám dạy tại ông mới tu, ông dám dạy ông sợ chạy sai, ông dám dạy ơi im né không ông điên né không à, ông đeo cái hỏi gì bằng được vậy đó, điên biết thì ông này không phải trả lời, không phải trả lời, mà ông trả lời ông nói nè ông ơi tôi nghe này, tôi nói lại cái lời của bổn sư đó, bổn sư tôi nói này, tôi nói cho ông để nói cho ông kia tất cả các pháp là do duyên mà, mà sanh cũng do duyên mà diệt. Thầy tôi nói như vậy là ông Gotama, ông nói nhiều đó, đắc sơ đạo sơ quả liền. Mà chỉ cần thấy cái tướng mạo thôi, đeo theo hỏi liền, hỏi nghe suy nghĩ, trời hay quá, đâu có biết, đâu có học Phật học chữ nào đâu, không có học chữ nào hết, tệ đó quý vị. Quý vị ơi, tệ không? Tuệ lực người ta có sẵn, tuệ lực người ta có sẵn. Nhưng mà có những người tuệ lực không có sẵn này, để quý vị thấy nè. Khi mà Đức Phật ngày giác ngộ rồi ngày đi kiếm, năm anh em Kiều Trần Như đi giảng lần đầu chưa đắc, phải giảng tiếp mấy lần nữa mới đắc hết. Tuệ lực không có, tuệ lực không có, nghe không hiểu chứ, nghe thôi hiểu, ở đất lần lượt không lần lượt từng tự vậy đó, tới cuối cùng mới đắc hết rồi là qua biết bao nhiêu bài pháp rồi, tới bài cuối cùng là bài vô ngã tướng, tới bài vô ngã tướng mới bài đắc hết. Đây thì quý vị hay tự lực yếu, tự quyền người ta có nghe, tự quyền rất mạnh đấy, tự lực yếu nghe không hiểu, hiểu nghe bon vô đó hiểu tự lực. Mà người có thể lực nó nghe bập vô liền. Ở đâu gạt cái đó? Đâu gạt cái tài lực đó? Nhưng bây giờ nè, bây giờ quý vị nè phải tập tứ tuệ phân tích cho nó thuần thục nè.
nay một vị chánh đẳng giác lỡ nói vô, quý vị phân tích vô. Ồ hay, đúng nè, hay nè, đúng nè, khớp nè, hợp lý nè, hay nè, đúng là khớp nè, hợp lý nè, bập 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 vô. Không có mẹ chơi rồi phân tích gì. Sư đâu phải từ từ nó, sư nói từ từ để tôi dò bạn. Trời, cái ông sư muốn cười và ra đi. Ờ đó quý vị thấy cái người mạnh này sẽ học khác đó. Họ quan hỷ đó, nghe là họ quan hỷ thì thôi, tại sao hay vậy, tại sao cái có cái gì mà nó hay như vậy, sớm vô hỏi hiểu, sớm vô hỏi hiểu được chứ không có phải thôi hay quá để đó đi. hay quá để đó đi thì thấy rồi vậy đó, là đi luôn rồi đó, không có vô phải không, đi vòng thôi. Rồi tới đâu rồi ta, cả như vậy và ta cũng trung tâm cũng đổi phân thấy sao nó đổi mà đổi hết mà đổi sạch sẽ mà trường hợp của chính mình có trội tăng hả. Bó này em đeo bó nè. Tôi hỏi là ông nãy nói tất cả do duyên, mà sao do duyên mà diệt đó là nói cho ai đó? Nói cho ông Sariputta. Mà không, đó là một ông sa môn mới tu thôi. Ủa? Sariputta. Ủa Sariputta, tại vì đại trí tuệ đó. Ủa một kiền liên là ông Sariputta ông có về nói một kiền liên. Ông một kiền liên cũng y hệt như vậy. Tức là về nói một kiền liên đắc liền. Nó là đúng cái bài pháp đó, đắc liền. Thì hai ông có sự thiện xảo trong tại phân tích. Ừ, trời hai anh em chí cốt nhiều đời như thế. Ông mà ở đằng đông ở đằng tây hẹn nhau dắt mồ. Cho nhau hay không? Ừ, đó đó, nói rồi. Thủ thì ở bên kia mà dắt mồ nhớ báo đi. Đúng hai ông đó đó. Ừ. Dễ thương vậy đó. Hồ chiến hữu nhiều đời nhiều kiếp vậy đó. Cặp bài trùng đó. Ai mà giác trước là phải kêu người kia. Cho nên ông Sariputta này đó hiểu, chạy về báo cho bạn mình liền. Thân dân nha, đi kiếm bậc đạo sư hay lên chạy về, hồi hứa cho bạn mình rồi chạy về, nói cho bạn mình biết rồi cùng nhau đi. Vậy đó. Mà giờ cũng tiếc là vậy đó, chứ không phải bỏ bạn ra đi đâu nha. Không, về nói với bạn rồi xong còn chưa nữa. Trời ơi, hiếu lễ lắm. Nói với thầy mình, nói với thầy mình. Ồ, bạch thầy, con đã tìm kiếm rồi được bậc đạo sư rồi, ngài dạy rất sâu sắc. Xin thầy đi luôn, có cái chuyện tốt mà, rồi ngủ đi luôn, xin thầy đi luôn với con đến bậc đạo sư để mình học hỏi. Không, không đi, là ngu, là ngu cái mẹ. Đâu vậy? Chứ không cho sao nữa? Hay ngu thật, ngu cái ngu vậy đó, thiệt chết. Hiếu, ở đây người học trò hiếu để không, có được ích lợi rồi về ngủ thầy mình đi nữa, không chịu vậy, cống cao ngã mạng, nghĩ mình đúng rồi, thèm, dài quá hà. Rồi được chưa? Bữa nay ha, nhờ hỏi câu này có trễ giờ luôn. Nãy giờ quý vị hỏi trong đây nè, có câu bị trùng không? Có ai không trùng không? Tính thế nào cho đúng? Tại sao cần vun bồi trong bên trồn? Nên tính có nếu tính trường rồi điều gì xảy ra? Sẽ tính chọn đủ nguyên nhân trồn. Tệ trong ngũ quyền có tính chất quyết định rồi, ok, tệ chồn. Quyền cái nào mới là cái quyết định rồi, ngũ quyền chọn đủ. Cái nào là cái quyết định trong ngũ quyền? Tùy vào hạnh nguyện mọi người mà cái gì quyết định. Nếu ngũ quyền không chủ đủ tới mức độ nào thì mới nhân sanh ra si. Tới mức độ nào sanh ra si, mức độ nào cũng sanh ra si. Vậy là si nhiều hay si ít? Chồn.
lại không cần ngủ bao nhiêu, chọn đủ một trong năm yếu ở chùm và lửa. Tại sao ngũ quyền không chọn đủ dẫn đến si thiếu? Cũng trùng luôn, thiếu cái nào sẽ dẫn đến si phóng dật, phân tích rồi luôn. Cần ưu tiên bổ sung cái nào để tránh si nói chung tương tự. Bổ sung cái nào là tùy vào thế mạnh của mỗi mọi người. Cái chỗ này tôi cũng nói hoài với quý vị luôn, trời ơi quý vị phải kiếm cái thù thắng cho mình. Hàng đệ tử sinh văn của Đức Phật, 80 sinh văn, đại sinh văn, mỗi người đều có một thế mạnh, không ai là không có một thế mạnh. Quý vị phải tìm cho mình một thế mạnh bắt buộc, nó là cái đất đứng của mình. Quý vị hiểu không? Người mạnh trí tuệ, người mạnh thần thông, người mạnh thuyết giảng, người mạnh giữ giới, người mạnh đầu đà, người mạnh giới luật, đủ hết à. Mỗi người mạnh một cái, và phải cho mình thù thắng một mạng. Bây giờ quý vị là không có cái đớt gì hết, nó thiếu mà nó thiếu gọi là thiếu chống gỏng và tuyệt đối luôn á. Quý vị phải lựa một cái gì đó làm thế mạnh cho mình, và nó trở thành thù thắng chứ không phải chỉ là mạnh không, mà nó trở thành thù thắng. Thù thắng gì? Quý vị phải lựa một pháp môn, lựa một pháp môn, lựa một cái pháp quẩn nào đó làm cho nó trở nên thù thắng. Ví dụ quý vị cũng có thể học 80 vị thinh đại thinh văn của Đức Phật đó, đi về tìm đi mọi vị thù thắng ở mảng nào, đọc cái đệ tử thập đại đệ tử Đức Phật coi 10 vị hết cũng có. Vậy đi tập đi, có người sao mạnh thuyết giảng đúng không, có người mạnh đầu đà, có người mạnh trì giới, có người mạnh đủ, mỗi mỗi người là mạnh thứ. Vậy quý vị chọn đi. Vậy thì á, đây có bài tập về nhà là tìm cái thù thắng cho mình. Buổi sau vô trình pháp là nay tôi tìm cái gì thù thắng cho tôi và tôi sẽ làm gì để tôi thù thắng cái đó. Đó em quý vị nhớ nha, xin ghét bây giờ sáng luôn, bây giờ không nhận đủ cách nào nhận biết không nhận chọn đủ cách nào để vun bồi tính như chưa, làm sao để biết tính chọn đủ, tính chọn đủ làm sao để chọn đủ, phương pháp nào để ok trùng hết rồi chả rồi. Quá tuyệt vời, hôm nay quá tuyệt vời ha. Rồi được chưa, quý vị thấy được chưa, đầy đủ chưa? Đỡ phải ghi bài ha. Hôm nay làm gì đỡ phải ghi bài gì đâu á. Trời, tôi hiểu sâu sắc là sao mà xưa mấy ổng không có có ghi chữ, ngọn giảng không phải rồi. Ngồi giảng nói được biết bao nhiêu, tôi ngồi ghi không chậm như quỷ vậy. Là con bà Sari á. Rồi được hết chưa? Ok, còn hỏi gì không? Hỏi nghỉ nha. Rồi thôi nghỉ, quý vị về lục giùm tôi quyển này coi còn không nha. Gửi cho tôi. Cảm ơn rất nhiều, phước báo đầy đủ. Kính chào quý vị.